Lười kết hôn. Chủ đề này mà phân tích thì chắc phải một cái video 7.000 tiếng nó cũng chưa xong hết được ấy. Thế nên hôm nay để cho ngắn gọn, chúng ta hãy thử mở rộng góc nhìn qua một thí nghiệm về thế giới loài chuột nhé. Thí nghiệm vũ trụ 25 của John B. Calhoun. Ngày xưa, chính xác là vào những năm 60 của thế kỷ 20, tại Mỹ, nhà sinh vật học John B. Calhoun đã thực hiện một cuộc thí nghiệm nghiên cứu hành vi của loài chuột. Sau 6 lần thất bại thì ông đã cho ra đời thí nghiệm mang tên Vũ trụ 25 hay còn gọi là Thiên đường chuột. Ở đây, những chú chuột được cung cấp điều kiện sống lý tưởng, đầy đủ thức ăn, y tế và không gian sống. Ông thả 4 cặp chuột và quan sát quá trình phát triển của quần thể chuột này. Thời gian đầu, chúng làm quen không gian sống mới, có mâu thuẫn, có đánh nhau, nhưng chỉ sau vài ngày, chúng như tìm ra được một chân lý của hạnh phúc, rồi yêu thương nhau, tăng đàn lên thành 16 cư dân chỉ sau có 55 ngày. 16 cư dân đó tích cực thăm hỏi nhau, động viên nhau, yêu thương và đoàn kết. Và chỉ sau có 315 ngày, xã hội chuột đó đã đón thành viên thứ 620. Và cũng chính vào ngày thứ 315 này, nhà sinh vật học phát hiện ra loài chuột bắt đầu có những hành vi bất thường. Ông gọi đó là hiện tượng tha hóa hành vi. Chúng bắt đầu bạo lực ngày một nhiều và trở nên hung tợn với nhau. Đến ngày 560 của thí nghiệm, số cư dân trong thiên đường chuột chạm đỉnh điểm với mốc là 2.200 đồng bào và không còn tăng nữa. Tới đây, sự sụp đổ của quần thể chuột bắt đầu diễn ra. Hầu như tất cả những con chuột trong giai đoạn này đều có vấn đề nghiêm trọng về tinh thần. Chúng sống trong môi trường bạo lực thường xuyên xảy ra. Những con đực tấn công nhau, thậm chí tấn công cả những con cái. Và những con cái cũng quay lại đánh con đực. Chúng trở nên khá là cục xúc. Những con chuột mẹ có dấu hiệu mất nhận thức hành vi làm mẹ. Chúng ruồng bỏ con cái, tỷ lệ con non ngày càng giảm. Chúng dần tách biệt khỏi xã hội, chỉ quan tâm ăn uống, ngủ và chăm sóc bản thân. Chúng thích vuốt lông, ngày vuốt lông, trưa vuốt lông, nửa đêm giật mình tỉnh dậy cũng vuốt lông. Tiến sĩ đặt cho bộ phận chuột này với một cái tên mỹ miều: những kẻ xinh đẹp. Những kẻ xinh đẹp này thì thích ở một mình, né những tác động của xã hội và chỉ tận hưởng cuộc sống. Những chú chuột này có vẻ ngoài rất đẹp, lông tóc bóng mượt, rất quyến rũ, nhưng luôn tránh tiếp xúc và không tìm bạn tình, không giao phối, không sinh sản. Nếu có giao phối xảy ra, chuột con đẻ ra cũng bị mẹ ruồng bỏ rồi chết. Tỷ lệ sinh ra và chết đi ngày một tăng lên. Những con chuột giờ không còn đánh nhau nữa, cũng không còn gặp nhau nữa, cũng không còn ABCXYZ nữa, và chúng cũng không còn tin vào tình yêu nữa. Cái đoạn tin và tình yêu thì mình cũng không biết nữa. Mình cũng không biết là chúng nó có tình yêu hay không, nhưng mà mình nghĩ là nó có đấy. Nhưng mà cái đoạn đấy thôi, bỏ qua đi. Xã hội loài chuột chính thức sụp đổ vì chính chúng. Con chuột cuối cùng chết vào ngày thứ 1780 của cuộc thí nghiệm. Và thiên đường chuột kết thúc. Ông John đi dẹp ổ chuột. Đây là mình trích trong thí nghiệm vũ trụ 25. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể lên mạng để search nhé. Mình thấy thí nghiệm này rất hay và rút ra được nhiều điều. Hy vọng chúng ta sẽ không giống như xã hội loài chuột. Cuộc sống thì luôn tồn tại những điều tiêu cực, con người thì lừa dối lẫn nhau. Nhưng đừng vì thế mà mất đi sự lạc quan, trở nên ích kỷ và biến trở thành những kẻ xinh đẹp. Giữ tư duy, mất niềm tin và sống chỉ biết nuông chiều bản thân mình. Đó sẽ trở thành con dao tự mình giết mình, và xa hơn là giết cả một thế hệ phía sau. Cười lên, hãy bơm những trái bóng tích cực, thoát khỏi cái bẫy của sự ích kỷ. Mình tin cuộc sống như vậy sẽ đáng sống hơn rất nhiều. Bạn có cảm nhận gì sau khi xem xong thí nghiệm này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới, chúng ta cùng nhau bàn bạc tiếp nhé. Video này bổ ích, hãy cho mình một like. Anh hàng xóm số này kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu clip hay, hãy để lại cho mình một like và một subscribe, tăng động lực để làm nhiều clip hơn.